nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật mà loại hình dân ca Mường có sự mai một, thế hệ trẻ ngày nay không còn nhớ và không còn biết đến cái loại hình này. Thực hiện kế hoạch của chi bộ đảng, ban giám hiệu nhà trường về xây dựng mô hình Chúng Em Yêu Làn Điệu Dân Ca Mường năm học 2020-2021. Hôm nay nhà trường mời nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, nghệ nhân ưu tú Bùi Huy Vọng. Ông là người vừa viết văn, làm phim, sưu tầm, nghiên cứu văn hóa Mường. Ông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú năm 2015. Hôm nay nhà trường rất vui mừng và được ông và một số nghệ nhân đến để trao đổi cũng như biểu diễn minh họa một số làn điệu dân ca Mường để các thầy cô và các em học sinh cùng nắm bắt được. Trước tiên, thay mặt các thầy giáo, cô giáo trong Hội đồng Giáo dục nhà trường, xin được trân trọng cảm ơn sự có mặt của ông Bùi Huy Vọng và các nghệ nhân. Xin chúc ông và các nghệ nhân luôn có sức khỏe dồi dào, tiếp tục có những đóng góp tích cực vào việc gìn giữ và phát triển các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian trên địa bàn huyện Lạc Sơn và của tỉnh Hòa Bình. Sau đây xin trân trọng mời ông lên sân khấu để cùng chia sẻ những nét cơ bản nhất về làn điệu dân ca Mường để các thầy cô và các em học sinh cùng nắm được. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa cô giáo Đinh Thanh Tươi, hiệu trưởng nhà trường. Kính thưa toàn thể các thầy các cô cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Hôm nay tôi rất là vinh dự được nhà trường tín nhiệm mời về đây để cùng các em tìm hiểu về cái dân ca Mường. Và cái bài nói chuyện của tôi hôm nay sẽ mang một cái tip, nó cũng đơn giản thôi, là bước đầu cùng tìm hiểu về dân ca Mường. Thì lời đầu tiên xin kính chúc cho phép tôi thay mặt cho nhóm các nghệ nhân xin kính chúc sức khỏe các thầy cô giáo, các em học sinh luôn luôn dồi dào sức khỏe. Bao đời qua trong cái lịch sử của người Mường, hát dân ca là một bộ phận rất là quan trọng của văn hóa dân gian, là loại hình diễn xướng văn hóa văn nghệ dân gian do chính người lao động sáng tạo ra, tự diễn xướng để phục vụ cho đời sống của chính mình. Cái hiểu biết cũng như là cái cá nhân tôi thì tôi tạm thời phân loại cái dân ca Mường có một số các cái hình thức hát hay là diễn xướng như sau. Đó là hát thường rang, mà có nơi gọi là thường đang hay là thường tang, ví dụ như là ngoài thương tang, ngoài Hòa Bình có gọi thế. Thôi là hát, nó là hát bộ mẹ, thì ở các cái vùng khác gọi là bộ mẹ. Rồi là hát đúc giao duyên, người Mường ở Lạc Sơn gọi hai người hát đối với nhau là hát đúc giao duyên. Từ đúc ở đây nó là một cái từ mà nó hiện nay các bạn có thể tra từ điển, nó là hai người cùng làm một cái việc gì đó, hay là như người ta đi chợ người ta mua một cái mét vải đúc ấy, gọi là một mét đúc, thực chất đó là hai mét. Thì ở một số nơi nó gọi là hát đúng, mà hiện nay trong văn bản của Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Hòa Bình có nói đến di sản hát đúng, hát thường rang bộ mẹ. Thì tất cả những cái này nó thuộc về cái thuật ngữ, rồi sau này sẽ còn có những cái bàn luận thêm. Một cái loại hát nữa gọi là hát đồng dao, thì có lẽ ở lứa tuổi các em hiện nay thì cũng rất là, tôi không dám dùng cái từ thiệt thòi, thế nhưng mà ở lứa tuổi các em hiện nay các cái trò chơi dân ca Mường thì hiện nay các em không được chơi nữa. Và hiện nay các cái bài hát dân ca, các cái bài hát đồng dao hát để chơi trong trò chơi thì hiện nay là có lẽ các em không nắm được nữa. Một cái loại hát nữa cũng rất là phổ biến trong đời sống người Mường gọi là hát rằng đều, hát sang đều. Dịch sang tiếng phổ thông gọi là hát ru, có nghĩa là hát để cho trẻ con ngủ thì gọi là hát ru. Thì khái niệm nó đơn giản vậy thôi. Một cái nữa gọi là người Mường gọi là hát lấy, có nghĩa là hát lẩy như lẩy kiều ấy. Thì trong cái phân loại của tôi thì là hát lẩy ở trong người Mường ấy là cơ bản là kể các cái chuyện thơ. Ví dụ như chuyện thơ Nàng Nga và Chàng Hai Mối này, Hồ Liêu Út Lót này, Anh Chàng Bồng Hương và Bà Nàng Thơm này. Thế rồi là hát cả trong cái tín ngưỡng dân gian, người Mường gọi là hát lẩy mơi đấy, lấy mơi đấy. Đấy là cũng là một loại hình hát, hát dân ca Mường. Thế rồi là trong các cái điệu khấn của các cái thầy mo, ở trong đấy các cái yếu tố tiết tấu và giai điệu cũng có rất là giàu có trong đấy. Cho nên tôi cũng tạm thời xếp vào cái mo cũng là một cái loại hình hát dân ca Mường. Thì cũng xin báo cáo với các thầy, các cô và các em thế này này. Dân ca Mường được trình bày gần như là theo trình tự của vòng đời người. Bước đầu người ta sinh ra thì bắt đầu là các bà, các mẹ ru con bằng các cái bài hát ru và người Mường gọi là rằng đều đấy. Thế rồi lớn lên một tí thì là có những cái bài hát đúc giao duyên. Thì xin trân trọng kính mời nghệ nhân Bùi Thị Thẩm
sẽ lên để mà hát một cái bài hát Thường Rang để cho mọi người cùng thưởng thức thế nào là bài hát Thường Rang Mường. Xin trân trọng kính mời nghệ nhân Bùi Thị Thẩm. Thương tiếc na nội dung này tôi xin tạm dịch thế này. Cái lời đầu của cái hát Thường Rang bao giờ nó có câu là thương thiết ơi thương đồng, thương công ở đồng năm vui, năm vui ơi hôi cái ngày tháng lại lành, và cái hôm nay làm cái việc gì đấy
Rồi sau đó tiếp là cái lời ca lúc nãy con nói đến một cái sự kiện nó có cách đây hàng nghìn năm mà chúng ta mới được chứng kiến ở miền Trung hiện nay chưa xuống. Đó là cái nạn đại hồng thủy. Nạn đại hồng thủy lúc ấy nó ngập hết cái thung lũng Mường Vang và cái đỉnh Cốt Ca. Đỉnh Cốt Ca ở trên cái khu vực ở đồi Thung đấy các bạn ạ. Đỉnh Cốt Ca theo số liệu đo mới nhất thì nó cao 1.078 m so với mặt nước biển. Coi như là cái đỉnh Cốt Ca nó chỉ còn có một chút nó nổi lên trên mặt nước, nó bằng một cái nong thôi. Thế rồi sau đó từ cái cuộc cái đại lụt đại hạn này, bắt đầu cái cuộc đại hồng thủy này thì bắt đầu sinh ra thung lũng Mường Vang. Thung lũng Mường Vang là một cái vùng đất mà chúng ta thấy là hiện nay giàu bông cơm trái lúa đấy. Và một gốc rạ thì có thể là có 9 con ốc, hay là một lần đi xúc có thể được vài cân cá như lừa nào nói lúc nãy vừa nghệ nhân vừa hát. Thì đấy chính là cái nội dung mà tôi sơ bộ nói về cái bài hát. Thì thực ra thế này này, thưa các bạn, hát thường rang thì bò bồ mẹ nghe thì nó có một cái gì đấy, nó có tính chất nó giao hưởng, nó thính vòng. Thì cũng có lẽ là để phân biệt thì sau đây cũng lại tiếp tục xin mời nghệ nhân Bùi Thị Thẩm sẽ lên trình bày một cái bài hát bồ mẹ nữa để cho các em cùng nghe. Tôi cố gắng xếp sắp để cho nghệ nhân hai cái bài hát, hai cái làn điệu này gần nhau để cho các em có thể thẩm âm, có thể thẩm định cái giai điệu. Và như các em biết là dịch, xin kính thưa với các thầy các cô, để dịch sang tiếng Việt thì tôi chỉ có thể dịch được lời, chứ còn để dịch về âm nhạc thì nó không tôi không có chuyên môn về âm nhạc. Nhưng mà khi mà hát bồ mẹ ấy thì bắt đầu nó bao giờ câu đầu nó cũng phải mở đầu là lời vần thì bộ ví, mà lý vần thì bộ nói, có nghĩa là lời vần người ta ví, mà cái lý vần thì người ta nói. Người ta nói thế nào anh hỡi, người ta nói những cái gì đấy thì bắt đầu mới bắt vào cái lời chính. Và chính vì cái mà cái thường rang bộ mẹ các bạn đang nghe hai cái giai điệu này, cái thứ nhất là nó có giai điệu, chứ còn nó không có nhịp và nó không có tiết tấu. Và cái lối hát này nó gần như là một cái lối hát ngâm ngợi, một cái lối hát thơ dân gian Mường. Thì đấy chính là cái mà về thường rang của mẹ.